nó hơi khó chịu, là lý do là cái cột này nó lú ra nhiều quá ha. Mình đi bên trái, mở xi nhan trái ra mình đi. Ok mọi người, hiện tại mình đang chuẩn bị xuống dưới hầm Thủ Thiêm. Thì xuống dưới hầm này các bạn phải tuân thủ thêm mở đèn nha các bạn ha. Mở đèn chiếu gần à, cắm về trái quay đầu nha, tắt xi nhan, giảm lại đi em, đèn đỏ mà. Giảm lại. Đúng vậy. Thấy đèn không? Ok. Rồi nó thẳng cái đứng đã sướng rồi. Giờ ở đây ha các bạn, rõ ràng ha các bạn ha, là cấm về trái, cấm quay đầu. Nếu mà cấm về trái thì mình quay đầu được không? Được nha. Còn cấm quay đầu về trái được không? Được nha. À, các bạn lưu ý cái vấn đề này. Và đặc biệt xuống dưới hầm thì ở đây là cái đèn của mình. Em dặn lên một đất là đèn hấp dẫn ở ngoài. Một đất đó là cái đèn đó là đèn sương mù, đèn sương mù, đèn mi. Em dặn thêm đất nữa mới đèn chiếu gần. Khi mình mở đèn mình nhìn ở đây thấy màu xanh lá cây là đúng. Thấy màu xanh dương đậm giống như cái bảng này là đang ở đèn chiếu xa, thì các bạn phải tắt cái cần đó, kéo về phía mình là tắt, đừng có kéo, đừng kéo, đó là đá đèn mất công ta chửi ha. Các bạn lưu ý nha. Còn nếu mà có chế độ ô tô tự động thì các bạn sẽ mở chế độ ô tô tự động nha ha. Nhiều khi các bạn phải kiểm tra lại coi mở chưa đó, nếu không mở là các bạn phải mở nha. Nhiều khi con cái các bạn lên nó tắt rồi, mình lăn bánh thôi. Rồi let's go nha mọi người. Đúng rồi, đạp ga tiếp. Nói chung là bạn này cũng lái tốt rồi đó, mình đang cho bạn ấy sẽ di chuyển nhanh hơn chút, đạp ga lên chứ mình đi chậm là phải đi vô trong. Thì có quy định tốc độ rõ ràng ở dưới hầm Thủ Thiêm đó, mình chuẩn bị xuống dưới hầm ra Mai Chí Thọ để hướng về cao tốc để mình đi ra quốc lộ 51 để lên thành phố Vũng Tàu. Thì đây là tốc độ tối đa là 60, tối thiểu là 30 à, đi đúng làn đường, lái xe an toàn. À, khúc này thì mình chuyển làn được nhưng mà khúc dưới hầm là không chuyển nha. Rồi em giảm lại chút xíu tại vì xuống rồi thả chớn không muốn thắng đi, em muốn thắng đột rồi. Đặc biệt xuống dưới hầm á các bạn có máy bắn tốc độ nha, nên phải cẩn thận, không được bấm đèn, không được nẹp vô, không được chuyển làn đường ở trong đây. Trên trần đều có máy bắn tốc độ. Cái hút của mình hiện tại mình đang xài GPS thì nó xuống đây nó sẽ mất sóng. Nếu mà xài mà ODB thì nó sẽ còn sóng nha, nó theo cái xe. Đây máy bắn nằm trên đây, mình cần chú ý nha. Máy bắn nằm trên trần ha. Rồi, em nhìn xuống đồng hồ coi tốc độ mình bao nhiêu đó. Dù nó 50 thì mình đạp chút xíu. Đạp ga lên chút xíu. Đó, đang lên dốc hỗ trợ chân ga. Đạp ga lên em, đạp ga lên. Mình đang lên dốc lại nè, đạp ga lên nữa, đạp đi, chưa cảm nhận chân ga nữa. Đó, đúng rồi. Nữa. Đây máy bắn cũng có trên đây nữa nha. Đó, trên đầu nắp hầm nè, cẩn thận thấy không? Giờ tiếp tục. Đố các bạn tại sao mình phải xuống dưới hầm phải mở đèn, mà trong khi đó trong hầm nó lại có đèn rồi, sáng trưng luôn mà phải xuống dưới hầm mở đèn à? Các bạn có nhiều bạn thắc mắc đúng không? Ở đây có nhiều bạn sẽ biết, có nhiều bạn chưa biết, có nhiều bạn coi clip mình rồi, coi clip trước thì có thể biết, đa số là các bạn sẽ không biết. Ờ, lý do tự nhiên xuống dưới hầm mà trong khi hầm nó có đèn rồi mình mở đèn chi, kể cả xe máy nữa đúng không? Rồi em tắt đèn luôn đi, tắt đó, tắt hai nấc. Rồi em mở xi nhan phải giúp thầy. Đúng rồi, quan sát rồi lại lại vô nha. Rồi em đập ra lên, mở lại xi nhan. Mở lại xi nhan, đúng rồi. Cái xi nhan nó có hai chế độ. Em mở nhẹ quá thì nó chớp ba cái nó ngừng. Em hiểu không? Em phải mở mạnh. Mở mạnh thì nó chớp luôn. Rồi em ra thẳng. Các bạn có nhiều bạn còn chưa biết luôn cái vấn đề mà xi nhan nó có hai chế độ chớp. À, thứ nhất mở nhẹ thì nó sẽ chớp ba cái, nó sẽ tự động tắt, gọi là nháy ba cái theo từ lắm. Còn thứ hai là khi các bạn mạnh, mở mạnh cái cập luôn nó sẽ gọi là chớp luôn, chừng nào các bạn đánh lái hoặc là trả lái hoặc là tắt thì nó mới tắt. Thì có bạn, có nhiều bạn cái mở nhẹ cái chớp ba cái nó ngân, cái xong các bạn quẹo cái giao thông bắt bạn nó là chưa mở đèn ha. Và thứ hai là sao người ta cũng không biết luôn, nên các bạn phải cẩn thận. Thì ở trên đây là bảng phương tiện giao thông nè, thấy không? Đó, bạn nào mà quá tốc độ là lụm gỡ biêu về. Rồi nói về vấn đề đèn thì các bạn nãy giờ suy nghĩ chưa?
Thì cái đèn nó đặc biệt là tại sao xuống hầm phải mở đèn, mà trong khi đó ở dưới hầm nó lại mà sang chừng mà phải xuống hầm mở đèn chi cho nó mệt đúng không? Rõ ràng. Rồi các bạn có hình dung ra được là khi xuống dưới hầm mà lỡ nó tắt cúp điện thì sao? Thì lúc này phải cái hầm mình nó giống như một cái lò than tối thui không? Đúng không? Mà các bạn không mở đèn thì các bạn có phải va chạm không? Thì người ta phòng hờ đó là các bạn phải mở đèn trước. Để chi? Lỡ nó có cúp điện đột ngột ở dưới, nó mất nguồn điện ở dưới, thì các bạn vẫn đang sáng đèn, các bạn đi, các bạn thấy đường, các bạn đi bình thường. À, giờ mới biết đúng không? Đó, những cái hay lắm. Đi học này, bổ túc này, có những cái hay. Tốc độ mình 80 nha, có biển báo xe con và xe khách, 60 và xe tải và xe con. 60 là xe tải và xe công, nó lộn nữa rồi. Công mà tưởng con. Đó là làn hỗn hợp giữa đi thẳng và rẽ phải, thì ưu tiên là vẫn ưu tiên cho làn rẽ phải nha các bạn ha. Giờ em đập ga tiếp, đi đều đó. Đúng rồi, mình theo làn mình. Ở trong kia là 50 của làn hỗn hợp à, các bạn phải nhìn mấy cái biển báo trên giá lông môn cột ha. Ok mọi người. Rồi, hai anh em đi liền nâng cao kỹ năng lái. Thì bạn này mới vừa chạy đá xong, mới lấy giấy phép lái xe khoảng 1 tháng. Thì bạn vẫn có chạy đá nha các bạn, nhưng mà chạy đá là bên Cần Giờ. Thì hôm nay mình ra thực tiễn luôn là đường trường. Còn bên đường Cần Giờ thì nó vắng rồi à, tùy theo có mọi trường cho các bạn chạy đá như thế nào. Còn riêng tôi thì nếu mà chạy đá bên đó thì mới qua học thầy có mấy em nghiêng qua đây chứ sao đi đè lên cái vạch trắng vậy, thả lỏng người ra à, em tưởng là cái làng kia quẹo đúng không, làng quẹo riêng rồi nha, đi không được cắn lên đèo qua nhà người ta hàng xóm nha. Ok mọi người, heo vạch xương cá người ta xóa hết rồi đúng không, người ta xóa nha, cái vẽ nó kỳ lắm, phải để đây nó có vẽ mũi tên cho nó đẹp, vẽ mũi tên quẹo trái quay đầu nó đẹp hơn là dài xuống luôn, khỏi cần vẽ vạch xương cá chi. Không? Đó, bạn nào cứ cái vạch xương cá, bạn nào cứ quẹo trái quay đầu cứ cán vạch bình thường nha mà mọi người. Còn mọi người mà đi thẳng thì hạn chế nha. Không, bây giờ hiện tại giờ mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mấy vạch xương cá này giờ người ta đã xóa hết rồi, sơn đen lại hết rồi, chứ không phải là bánh xe chạy đâu nha. Nó cái nào không hợp lý thì góp ý thì người ta sẽ nghe thôi, giống như bữa giờ mình góp ý người ta nghe người ta xóa đó, thấy không? Thầy cái tôi dạy là phụ thôi chứ tôi nổ lên chính. Là tôi góp ý không mà góp ý mà xóa thiệt. Rồi đạp ga lên đi em, đi theo chiếc Lexus đó. Rồi coi trong trống thì chút xíu mình vô nha. Mình đi chậm là mình đi ở trong vậy thôi. Mới nó trong đông quá. Rồi tiếp tục. Nếu mà đẩy cho bớt thì em cứ đi thẳng lên và đạp ga lên vậy thôi. Mình đi được 80. Định vô trong mà ở trong nhiều xe quá bạn vô không được. Chút xíu nữa mình sẽ vô sau. Rồi cũng như thường lệ, mình gần đến đây thì mình sẽ check in trên cái Google. Khi check in Google mình sẽ biết là cái phía trước này là có đường nó sẽ đông hay là kẹt xe gì không đó các bạn, để mình biết. Ok, ổn định, nó chỉ hơi đỏ chút xíu ngay khúc này thôi, ổn định. Còn nếu mà trường hợp trên cao tốc nó đỏ quá thì mình phải di chuyển qua hướng khác nha. Đó như một cái thói quen ha, cái khúc mà nhập vô nè, nhập vô cao tốc mình hơi đỏ chút xíu không sao cả à, còn bao nhiêu là lộ trình thì nó ổn. Ok, còn đợt trước mình thấy cái cầu Long Thành nó đỏ ao luôn thì bắt buộc mình sẽ đi hướng khác các bạn. Giống như một thói quen mình phải check in trước một địa điểm nào đó, coi còn phòng hay không, đúng không? Giống như trên đây mình phải coi còn đường để đi không, hay là nó kẹt hay nó ôm ứ thì mình sẽ thay đổi lộ trình. Đó là điều tất yếu. Chẳng hạn như các bạn có thể là quan trên vú trên Google các bạn mở, không? Hoặc là có những cái công nghệ trên màn hình bự, hoặc là ở đây mình sẽ hít lên cái đây, mình sẽ vuốt đó vậy thôi, tùy theo mọi người à, mình vẫn thích
Đó, ở sau đây có miếng châm châm nha. Cái hít, các bạn phải mua cái loại mà nó hít mạnh á. Đừng có mua cái loại mà hít nhẹ nó gớt, chạy nó gớt ha. Đó, xay qua xay lại các kiểu ha. Có nhiều loại thứ lắm. Nên mình thấy nó gọn không? Đó. Còn đây màn hình mình không có lên nha. Màn hình zin đầy đủ hết. Đó. Mình không có lên. Mình cũng hạn chế cấp bộ canh lay này nọ. Angle 2 ha. À, mình sẽ định mua cái iPad bự ngang để tốt đó. Rồi em có thể chuyển làng vô trong quan sát. Rồi mở xe nha. Rồi đạp ga tiếp. Nó ghi học với mình là đi chân ga hơi nhiều nha các bạn, để cho các bạn phá được cái dớp đó. Ở đây có hai hướng lựa chọn, một các bạn đi về phải cắt lái hay các bạn về phải. Em mở xe nhanh phải đi. Hai là các bạn có thể nhập vô làn xe gắn máy để mình đi thẳng ha. Ở ngoài bên trái là nó đang đông quá. Rồi em đi liếc kiến hậu. Rồi em cứ lại vô. Rồi đạp ga tiếp, ngó trên. Đạp ga. Cái đèn của mình đèn xanh đi thẳng ha. Ok mọi người, hơi bị đông, xe công nhiều quá hay gì nó báo đỏ. Rồi em mở xe nhanh phải luôn, đi theo chiếc Innova luôn, nhường chiếc Innova qua. Đó, ở đây mình đi được 3 làn xe nha các bạn ha. Có thể mình đi 3 làn xe. Rồi, đi tiếp. Vẫn mở xe nhanh. Đúng rồi, vẫn mở xe nhanh, đi theo Innova. Rồi, em nhích lên dần dần. Rồi, đi theo chiếc Vios thôi, được rồi. Đừng có vô sâu quá. Rồi, em buông thẳng ra, đi theo Vios. Taxi nhanh giùm thầy. Mấy xe kia còn đi dữ hơn thầy nữa kìa, thấy không? Đó, rồi, cứ nhích lên dần lên. Tiếp tục đó, vậy thôi. Đèn đỏ mình dừng lại. Một nùi các bạn. Đó, thì hồi nãy mình coi mình thấy chỗ này nó đỏ rồi, nhưng mà đỏ trong phạm vi chút xíu thôi, tại lý do mấy anh công anh đi qua thì ảnh dướng cái đèn xanh đèn đỏ ở phía trên để đi về Đồng Nai, thì bắt buộc thì ảnh sẽ bị cản. Một anh đậu chính giữa đường thôi là đã cản. Nên tại sao có bạn hình dung ra được là phía giữa đường nó có một cái gọi là biển, cái vạch màu vàng chéo hình chữ nhật đúng không? Đó, chéo qua hình chữ nhật đó là gì? Cấm dừng nơi giao lộ. Nên ảnh mà đậu ngay chỗ giao lộ cái là nó kẹt, cản trở liền. Có nhiều anh á thì người ta sẽ biết người ta đậu ở dưới đây thì các xe đây sẽ đi liên tục, không bao giờ kẹt. Còn có nhiều anh cứ bám đuôi quá, không nhường cho xe con thì bảo đảm kẹt cứng luôn. Đó. Chút xíu mình cũng đi thẳng ha, mình cũng chừa cho xe máy một đường để đi, chứ đừng có chen quá. Đó, chưa có biết hình tượng chiếc xe kia nè. Rõ Avenza à, ngay gốc. Vậy xe đó hay. Bây giờ cái vỏ Avenza này mình đang vẫn sử dụng, mà xe đó đang cũng sử dụng. Nhiều anh em dịch vụ đang sử dụng ngon bổ rẻ nha mọi người ơi. Thì các bạn hỏi rồi cái vỏ của thầy đánh giá được chưa? Mình đi được gần 140.000 cây rồi các bạn. Thì nếu 140.000 cây là mình đi được trên gần 60.000 cây rồi. Mà gai góc gì cũng ok. Rồi tiến lên. Đạp ga nhẹ. Đó, đúng rồi. Tốt. Rồi mình sẽ núp gió theo anh Fortuner ha. Rồi nghiêng qua phải chút xíu rồi. Rồi đi tiếp. Đúng rồi. Rồi đạp ga nhẹ. Điều luôn. Đó, mở xi nhan trái ra. Đó, đạp ga lên. Đó, mình nhường cho xem ta. Tại vì ở đây nó trống nè. Đó. Tắt xi nhan giúp thầy. Tại bên trái các bạn thấy không? Một lượng xe cực kỳ đông. Lý do dưới ngay ngã tư. Rồi, lên trên đó em mở xi nhan phải nha. Rồi em mở xi nhan phải đi. Đúng rồi, cứ để đó. Mở để đó thôi. À. Rồi em gạt thẳng lại giùm thầy chút xíu. À, lên trên cái mình quẹo vô ha. Ngay chỗ Fortuner, đi Fortuner là đẹp nhất. Rồi lên nữa. Mấy anh né ra hết rồi. À, anh né lại về Fortuner ha. Rồi em đi tiếp. Có những xe sẽ chen vô nha, bên trái xe chen vô. Rồi em thủ thắng giùm thầy thôi. Cứ đi thẳng thôi. Gà thẳng.
Đó, rồi cứ nhích nhẹ nhẹ dần dần. Đúng rồi, em cứ ngó bên phải, em cứ lại lại cứ gà thẳng thôi là xe máy sẽ nhường em. Chứ mà mình đậu lại mình nhường xe máy và biết chừng nào mình đi được, và thứ hai nó sẽ kẹt xe. Rồi đạp cái nhẹ chút xíu cho thầy. Đúng rồi, ngó trước nha, đường xe đông đó, thủ thắng. Rồi giờ đi tiếp, đạp ga, đạp ga đi. Đúng rồi, tại lượng xe đông nhiều quá đậu bít cái lối đi các bạn. Rồi đạp ga tiếp. Chứ thực chất sau này đường em mở lại rộng nha, có hầm chui này nọ rồi một nùi nữa rồi không sao, cũng đỏ chỗ này. Lý do là những cái xe kia trong làng hỗn hợp, trong làng song hành ta đi ga nha các bạn, không có kẹt máy đâu. Chứ bữa trước là tôi đi vòng vòng vô trong luôn, thấy không, nhưng mà tôi biết lý do rồi nên tôi đi ở ngoài đây luôn. Em nhích lên sát ngay chỗ kia, tại vì cái lượng phương tiện của xe mà đi về, đi cao tốc về á bị kẹt. Em nhích lên chút xíu nữa thì bắt buộc mấy xe kia sẽ có những cái lối đi giống như là mình chỉ cái đường đi cho người ta đó. Giờ người ta đi quá trời luôn là do mình á, người ta đi vô cái đường song hành, xong ta ra đây ta vòng qua đây, ta vòng qua đây cái mở xi nhan trái ta quay đầu lại thì nó kẹt cứng luôn đó. Cái chậm chậm gà thắng lại nhường cho anh xe đó, rồi buông thắng tiếp, tiếp tục cái giữ một làn đường đi cho thầy đó. Mấy anh này là anh sẽ bật qua nè, thấy không, là tự trong anh đi ra, anh đi ra anh xong quay đầu lại đó, cái giữ cho anh thắng. Rồi tiếp tục, thấy không, có mấy anh chen dữ lắm, mấy anh nội công cao học cao siêu nữa, không nói chung thì mình cứ, chứ mình yếu mình mới thì mình cứ chậm chậm thôi là an toàn, đúng không, đến sáng cũng tới nơi. Nếu đúng ra đây mình góp ý nha, mình góp ý đây luôn nha, nếu mà trường hợp mà ở trong cái làng ở trong mà cho phép xe ô tô đi được chung với xe máy nữa là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Mình đã góp ý rồi, không biết có người ta có làm hay không. Rồi đi thẳng lên đây em. Ở đây mình góp ý mấy lần rồi nè, ngay chỗ này là đúng ga luôn nè, giống như bên đạp ga lên nhẹ. Rồi đi theo xe. Đó, đi theo này luôn. Đó chẳng hạn như bây giờ cái làng ở trong nè, làng này nè, cho phép ô tô đi thẳng luôn lên trên đó nhập ga. Rồi em đạp ga đi, đạp ga nhẹ, mở xi nhan trái giùm thầy. Đúng vậy. Đó trong này nè, đó là mình đi được rồi, đạp ga lên. Đây trong đây làng này nè, đó là cho xe ô tô đi được chung với xe máy luôn là sẽ bảo đảm không kẹt. Rồi mình góp ý luôn á, mới bữa giờ luôn á mà không biết mấy anh có nghe không, để mình gọi điện hỏi. Vậy là chính nổ rồi chính. Không thiệt mà, mình góp ý rất nhiều luôn á, cái nào mình góp ý khoảng tháng hai tháng sau sẽ làm, cậu này mình góp ý là cũng được mấy clip rồi. Tại vì ở trong nó trống trơn à, thấy không? Các bạn thấy không? Trống trơn thấy không? Chỉ do là do mấy anh em người ta đi vòng qua thôi. Thấy chưa? Lên đây cái mở một cái lối ra, cái nhập ra lại xong. Đó, ngon lành. Đồ bảo đảm không kẹt cái khúc đó luôn. Mình nói nẳng luôn, một câu luôn. Người ta gọi là hiến kế giao thông. Tại vì ở trong cái làng ở trong là không có xe có máy nhiều bạn, ít lắm. Nó do bên trái cao tốc về thành phố nó kẹt cứng, người ta anh em ta mới chạy qua bên đây gọi là song hành đó, rồi xong mới bọc ra nó bị kẹt cái đó các bạn. À, rồi vào cao tốc mọi người ơi, thì cao tốc thì các bạn nếu mà đi đường xa thì các bạn nhớ giúp mình kiểm tra áp suất lốp. Rồi đặc biệt cái mùa nắng này các bạn nhớ áp suất lốp các bạn đừng có bơm căng quá nha, và thứ hai cái vỏ mòn thì các bạn đừng có bơm căng quá, và các bạn chạy tốc độ thấp lại chút xíu, chứ đừng có thấy có mấy bạn bơm nhiều quá tốc độ cao và bánh cứng thì nó khi nó phát nó nóng thì nó sẽ lên nhiệt. Chuyển qua bên trái giùm thầy, chuyển qua bên trái đi, quan sát chuyển. Rồi lại qua, mình nhường cho những cái xe nhập làng lên. Các bạn lưu ý nha, rồi đổ nhiên liệu này nọ ha, cho nó hợp lý rồi mình đi. Chứ nhiều thấy cái mùa nắng này là cực kỳ thấy nổ bánh xe trên cao tốc rất nhiều. Thì các bạn nào đi chậm thì các bạn đi vô làn giữa, còn bạn được nhanh thì các bạn đi làn ngoài.
Đó, bây giờ bạn này cũng đi nhanh, bây giờ em có thể chuyển này vô chính giữa giùm thầy. Đúng rồi chị. Trời. Đúng, tại sao mình đi chậm mà? À. Các bạn coi, các bạn nạp tiền vô tài khoản chưa? Có nhiều bạn không nạp tiền vô tài khoản, vô đến chậm thu phí bị kẹt, kẹt thì nó dài. Nên các bạn cũng cẩn thận cho mình nha. Thì mỗi ngày là một học viên mới luyện tập với mình đó, thì cũng cảm ơn các bạn những lớp mới đã tin tưởng mình, đã cho phép mình bổ túc cho các bạn để nâng cao kỹ năng lái xe hơn. Thì hôm nay là bạn này thì luyện xong, thì ngày mai mình sẽ có một buổi nghỉ lễ để đi ăn đám giỗ các bạn đó, đi đám giỗ cả nước đi ăn đám giỗ nha. Rồi buổi sau mình sẽ đi Vũng Tàu tiếp. Nói chung là tháng 5 em cũng có lịch luôn rồi. Thì bạn nào có muốn bổ túc tài lái nâng cao thì cứ liên hệ với mình để đặt lịch, để mình có hướng dẫn cho các bạn, nhất là những bạn mới, những bạn lái yếu hoặc là còn lăn tăn vấn đề luyện lái, chạy xe còn yếu quá hoặc là ôm xe nhà yếu quá, thì kiếm mình nha. Mình nhận hồ sơ lái mới kể cả hai bánh luôn, đồng thời gia hạn giấy phép lái xe, đồng thời nâng dấu luôn. Đặc biệt mình có thể thêm một những cái dịch vụ nữa, có thể là cho thuê xe tự lái, có thể tư vấn để mua xe. Có nhiều bạn hỏi mình tư vấn rất nhiều, mình cũng giải thích rất nhiều để cho bạn có sự lựa chọn đó. Rồi nói chung này đầy đủ hết các bạn. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình. Nếu mà trường hợp lịch của mình trống thì mình sẽ liền cho bạn, còn lịch của mình bận quá thì bố trí cho một thầy mình sẽ kèm cho bạn trước nhé. Rồi ok, quan sát chưa, liếc thôi, liếc bên trái có xe không, có thôi, cứ ngó về trước vậy thôi. Rồi thôi, bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Thì lúc nào cũng vậy, mặt mới lái mà căng lắm à, ra đường trường nữa, xe đông nữa, lần đầu tiên mới làm chuyện ấy, mới lên cao tốc. Tại sao mấy bạn lái mới các bạn đi thi thì đâu có cho lên cao tốc đâu nha. Trời, em coi bên trái trống không? Có xe đúng không? Có xe thì cứ bám theo vậy thôi. Đó, các bạn quan sát trước, các bạn thấy ok an toàn thì các bạn mới mở xe nhanh trái chuyển làn, còn thấy mà xe đông quá thì các bạn cứ giữ làn đường các bạn đi. Và khi các bạn đi thì chở gia đình đi, các bạn cũng hạn chế chuyển làn liên tục. Ở đây mình tập với mình thì mình cho các bạn chuyển làn liên tục để các bạn làm quen, có những cái độ khó để các bạn làm quen, sau này các bạn chuyển làn an toàn hơn đó. Còn riêng mà chở gia đình hay nọ mình đi thì mình đi chậm, mình xác định thì mình đi làn trong, còn mình đi nhanh thì mình sẽ chuyển làn mình đi tiếp, thấy không đó. Chúc các bạn có những trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Thì các bạn nhớ lưu ý giảm tốc độ là giảm trước mặt bạn nha, thấy không? Sau lưng mặt bạn có hiệu lực thì các bạn đã hiểu rồi ha. Rồi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm nó sẽ tốt hơn, chuẩn bị đến ngay chỗ chậm thu phí.